Vâng, chào cả nhà. Mình sẽ nghe nhạc một phút nhạc. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Mình sẽ chờ mình một phút nữa, mình sẽ mời người khách mời của mình nhận. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên. Hello, vâng, qua bước đời tranh vênh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, duỗi đôi tay đi giữa hừng đông. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này. Các bạn có thể cho mấy bạn đến từ đâu ha? Các bạn đến từ đâu? Cùng giao lưu nhé. Ok, there you go. Mình có người khách mời đặc biệt của mình hôm nay nhé. Angela nè. Chị nghe được, chị nghe được em không anh, chị Vân? Ok, mình sẽ bắt đầu nhé. Ok, hôm nay Vân có người khách mời rất là đặc biệt nè các bạn ơi. Và Vân sẽ phỏng vấn chị ta ha. Để mà mình phải nói là như thế nào ta? Mình nói về phụ nữ và Nu Skin ha. Và hôm nay mình sẽ nói về lý do tại sao mà chị em mình tham gia Nu Skin chị ha. Thì trước hết Vân xin tự giới thiệu sơ Vân. Tên là Vân Võ, đến từ Tampa, Florida. Trước đây Vân làm về trong ngành nail, 15 năm trong ngành nail. Và tham gia cùng Nu Skin, cộng tác cùng Nu Skin cũng là gần 7 năm. Và biết được chị Lana thì khoảng cỡ 4 năm. Các bạn khoảng 4 năm. Thì chị Lana là chị giới thiệu. Chị. Dạ, dạ, tại em có cái điện thoại vô. Okay. Dạ, chị có thể giới thiệu sơ là chị tên gì, đến từ đâu? Và bác là chị đã từng làm nghề gì trước đây? Thank you, chị Vân. Dạ, Lana Phạm, đến từ thành phố Fort Worth, Texas. Background của mình là một người dược sĩ và mình đã trong ngành dược được 14 năm. Và hiện nay mình toàn thời gian với công việc Nu Skin đến tháng 7 nữa là chọn 5 năm, chị Vân. Wow, nhanh quá chị ha. Dạ. Time fly rất là nhanh. Cho em hỏi là cái nghề dược sĩ của chị đó là rất là nhiều người mơ ước. Phải nói là học mà ra dược sĩ đâu có phải dễ đâu các bạn. Đâu có phải mà dễ ở Mỹ mà học mà ra dược sĩ. Rồi đi làm mười mấy năm rồi, có nghĩa là cái lương của mình nó rất là chuẩn rồi, nó rất là ổn định rồi. Thì lý do tại sao mà chị tham gia Nu Skin, chị đồng hành với Nu Skin? Dạ. Dạ. Cảm ơn chị, câu hỏi của chị thật sự cũng có rất nhiều người muốn biết về tại sao là một người dược sĩ mà đồng hành với Nu Skin. Đối với Lana thì Lana thật sự mình mà nói mình thấy là mình luôn luôn mình cảm thấy công việc của mình thật sự nó rất là ổn định. Đối với một người dược sĩ, cái đồng lương của một người dược sĩ so với rất nhiều người thì thật sự nó không hề ít, chị Vân. Nhưng cái điều mà mình cảm thấy là mình nghèo về thời gian. Tại vì thiệt sự bản thân Lana cũng có ba đứa cháu, mình có ba đứa con trai. Và lúc nào mình cũng mong ước là mình có được nhiều thời gian với gia đình và với con. Cho nên mình luôn luôn, mình lúc nào mình cũng tìm kiếm một cái cơ hội gì để mà mình làm chủ cho bản thân mình. Sau khi 14 năm làm việc với một cái ca hãng rất là lớn, nhưng mình lại thấy được là mình cần
làm chủ cho bản thân của mình. Tại vì mình lúc nào mình cũng thấy được là cái cơ hội của mình làm với một cái pharmacy rất là lớn, nhưng mình cảm thấy nó cũng giống như là làm việc ở hãng, thì làm việc ở hãng chị biết rồi, về thời gian thì nó rất là gò bó. Tức là mình cái đồng lương thì nó rất là tốt, rất là ổn, nhưng với Lana thì Lana cảm thấy là cái thời gian nó không cho phép mình lúc nào mình cũng lệ thuộc người ta, cho nên mình lúc nào mình cũng muốn tìm một cái gì đó để mà mình làm chủ cho bản thân mình, đặc biệt là làm chủ của thời gian. Very good. Nhưng mà chị, nếu như mà từ một người dược sĩ mà chuyển qua, vì dược sĩ là không có phải là nói về kinh doanh gì hết đúng không chị? Chị có Thật sự hoàn toàn dạ không biết gì về cái dạ công việc mình đang làm và thường xuyên cái ngày đầu tiên. Cũng giống như chị nói, cái ngành của em là nó hoàn toàn không, mình phải nói là mình bắt đầu new skin là với con số zero. Cái thứ nhất, ban đầu á, là mình cũng không có thích về cái vụ network rồi, là mình không có tin tưởng về cơ hội này, đúng không? Nào là kinh doanh đa cấp, nào là kim tự tháp, cho nên mình thấy cái này nó không phải là những cái gì mình có thể làm được. Sau khi thì cũng rất là may mắn được một người bạn mời mình đi tìm hiểu về cái cơ hội này. Sau khi Lan đã đi tìm tới ngay cái trụ sở của công ty mình ở Provo, Utah, thì mình cảm thấy cái này nó quá hay và cơ hội này nó quá lớn. Tại vì có rất 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 nhiều người, người ta ở ngoài kia người ta rất thành công, mà tại sao người ta còn lựa chọn cái này? Cho nên nó có một cái gì đó nó lớn hơn chị Vân. Thì sau khi mình tìm hiểu thì mình cảm thấy wow, một cái kinh doanh có thể, cái thứ nhất thực sự nó cũng liên quan với những cái gì em đã làm là một người dược sĩ. Tại vì mình mà nói tới dược thảo thì bây giờ mình cảm thấy là dược thảo có thể giúp được rất nhiều người phòng chống bệnh tật nè. Dược thảo của công ty mình là phải nói là tuyệt vời trên cả tuyệt vời, đúng không? Nó rất là có kết quả. Ngay từ ban đầu đó chị Vân, em trước khi em đi về công ty đó, là ngày đầu tiên em được gặp một người chị. Lúc đó chị Milit, bây giờ chị Milit, chị Lucy đó, chị có cái máy, chị có thể đo được cái sức đề kháng của em. Và trong khi đó cái chỉ số oxy hóa của em, chống oxy hóa, tức là cái sức đề kháng của em lúc đó chỉ có 11.000 thôi. Cho nên em rất là sợ, em không biết chuyện gì xảy ra, là mình nói là wow, 11.000 là mình biết là cảnh báo rồi, đúng không? Giống như nó là red flag rồi. Cho nên em rất là sợ. Mình không biết mình còn sống được bao nhiêu lâu. Rồi lúc đó mình có ba đứa con trẻ nữa, cho nên mình nói là cái này không ổn rồi. Vì vậy thì em lúc đó em dùng bộ năm. Em mua bộ năm, lúc đó bộ năm là Life Nano nè, Vitality nè, nước gấc ha, Precimax và trà xanh. Em rất là sợ cho nên em uống rất đều đặn chị Vân. Mà sau 6 tuần á, từ 11.000 nó lên tới 63.000. Cho nên em mới cảm thấy là ok. Cộng vô với cái sự mà em đi về công ty, em thấy được cái cơ hội này nó lớn, thì em có cái niềm tin với công ty. Cái sản phẩm nó cho em rất là nhiều niềm tin về cái sản phẩm của nó, cho nên em thấy là cái này nó không có cái gì mắc hết. Cái thứ nhất, mình có thể dùng những cái sản phẩm này cho bản thân mình, và sau đó mình có thể giúp được rất nhiều người. Đó là những cái gì mà em thấy nó quá tuyệt vời. Bên cạnh đó, nó là một cái cơ hội mình có thể phát triển toàn cầu. Là cái đó nó rất là thu hút em. Tại vì em đã là cái người đi tìm kiếm những cái gì lớn, những cái đặc biệt là công việc này nó cho phép em cái thời gian, cái thời khóa biểu nó rất là linh động. Em muốn làm với bất cứ ai, với ai, lúc nào và ở nơi nào cũng là do em quyết định, cho nên em rất là thích. Có nghĩa là tự do thời gian đúng không chị? Thời Chính gian là xác do chị. mình quyết định chứ không phải là Chính như đi làm dược sĩ xác. có nhiều tiền nhưng mà thời gian bị ràng bó ở công sở của mình, ở nơi làm việc của mình đúng không? Và chị là một người dược sĩ có nghĩa là chị rất là rành về bên thuốc men này kia, nhưng mà khi mà chị qua bên đây đó thì
cái dược thảo chị có nghiên cứu hay không, hay là chị như thế nào mà chị dám uống một lần nguyên cả bộ năm? Tại vì em thấy được là rất là nhiều dược sĩ, bác sĩ, khoa học gia, hay là những người mà nói về chữ sĩ đó, thì họ rất là kỹ lưỡng đó, Tạ kỹ rất là lưỡng rất kỹ là lưỡng trong tất cả những cái gì mà họ dùng, hoặc là cho bản thân họ hoặc là cho gia đình của họ, rất là kỹ luôn. Thì theo chị, bản thân của chị có kỹ trong những gì mình dùng, và trước khi chị dùng chị có điều tra hay là kiểm nghiệm hay là cái gì đó để trước khi mình dùng để biết nó là chất lượng? cái câu hỏi của chị rất là thật sự không phải là lần đầu tiên em gặp câu hỏi này ha. Là một người dược sĩ thì chắc chắn em không ngoại lệ, là em phải tìm hiểu cái này. Cái thứ nhất mình phải biết nguồn gốc nó ở đâu nè ha, là cho nên mình đi tới công ty mình chính mắt mình thấy, tai mình nghe mình sờ được, rồi mình thấy được cái phòng lab, rồi mình có cơ hội được gặp những người khoa học gia. Cho nên về cái phần đó thì em rất là yên tâm. Cộng với nữa là những cái dòng dược thảo của mình, nó có những cái dòng dược thảo là nó ở trong cái cuốn sách cẩm nang y khoa của bác sĩ tại Hoa Kỳ, cho nên em rất là tự tin. Cái việc đầu tiên là những cái dòng dược thảo đó mà liệt kê ở trên cái cuốn sách cẩm nang y khoa là mình đang nói là PDR đó, tức là nó viết tắt là Physician's Desk Reference. Cho nên những cái dược thảo nào mà vô được cái cuốn sách PDR là nó phải chứng minh được hai điều chị. Một là rất là an toàn, hai là nó phải có kết quả, nó mới liệt kê được cái cuốn sách đó. Cho nên em rất là yên tâm. Hơn nữa là mình biết là trụ sở của công ty mình là tại Hoa Kỳ, tại Provo, Utah, tức là Made in USA đàng hoàng. Cho nên em rất là cảm thấy là nó có chất lượng và mình yên tâm. Rồi sau đó là chị dùng rồi có kết quả rồi chị bắt đầu mới kinh doanh đúng không chị? Dạ, chính xác. Thì cho em hỏi là Nu Skin, chị thấy được cái gì, và trong vòng bao lâu chị đã không còn làm dược dược sĩ nữa và toàn thời gian với Nu Skin? Dạ, em nói thiệt, cái công việc này thì ngay từ bắt đầu em đi xong sự kiện lần đầu tiên tháng 7 2000, năm 2014, thì em về nhà là em bắt đầu em nắm bắt cơ hội này ngay từ ban đầu và em làm full time toàn thời gian với nó. Tại vì dạ, lý do của em á, là thay vì bây giờ em quay về em đi làm dược sĩ, làm cho hãng, xây dựng ước mơ cho người ta, thì tại sao mình không bỏ 4 năm hoặc 5 năm cho bản thân mình và xây dựng một cái hệ thống cho mình, và kinh doanh này là kinh doanh cho mình. Thì lúc đó em rất là phải nói là em dám đánh đổi. Vậy thì trong vòng bao lâu chị đạt được cái chức vụ là Blue Diamond chị? Dạ, em đạt được cái chức vụ Blue Diamond mình là gần 4 năm. Còn thiếu Gần 2 4 tháng năm. nữa là gần 4 năm là em đạt được chức vụ. Có nghĩa là chị cam kết là đi học đại học lại đúng không? Cho phép Em có cái cảm giác đó, cái mình. ngày mà em trở thành, em đạt được cái chức vụ Blue Diamond đó chị, em cảm thấy là mình Vừa ra tốt trường nghiệp đại học. một lần rồi vừa ra trường đại học. Em cũng đã từng nghĩ như vậy, vừa xong Blue Diamond có nghĩa là mình vừa xong đại học và bây giờ mình tiếp tục mình đi lên cái master, là thi lý đúng không? Cho nên là khi mà mình vừa xong cái này thì mình học cao hơn chút xíu nữa để mình đạt được chức vụ thi lý. Và Nu Skin mang lại cái gì cho chị, giá Dạ, trị gì? em thì em thấy nói đến New Skin thì mang lại nhiều cái giá trị cho em. Cái thứ nhất là cho em sức khỏe trước đã. Và cái thay đổi và từ trong ra ngoài, mình đang nói là transformation ha, là Lan là cảm thấy là Lan là hoàn toàn thay đổi từ trong ra ngoài, về việc làn da mình, từ vóc dáng cho đến sức khỏe. Và cái mà mình cảm thấy giá trị lớn nhất á, là con người của mình. Là bây giờ mình cảm thấy là cái đầu tiên là em không biết chị có nhớ không, cách đây 4 năm trước em rất là nhút nhát. Thì bây giờ qua cái công việc này, bây giờ em rất là mạnh mẽ hơn hồi xưa nhiều. Và những cái giá trị là phải nói là làm việc với đội ngũ kiếp của mình,
những người bạn, những người mà mình phải nói là đồng hành với mình, cái giá trị đó mang lại là rất là lớn. Những cái cơ hội mình có thể mình làm từ thiện, nói chung tiền không mua được chị. Wow, rất là tuyệt vời. À, em nhớ là những cái lần đầu tiên mà em gặp chị đó là chị không có giỏi tiếng Việt. Các bạn, chị Lana không giỏi tiếng Việt nha. Và chị Lana nói là nửa nạc nửa mỡ mà hầu như là mình không có hiểu chị nói gì luôn. À, và là một cái người rất là nhát, sợ nói chuyện. À, khi mà chị nói chuyện đó là chị sợ người ta không hiểu. Cho nên là chị rất là sợ nói chuyện và ít có tiếp cận gần mọi người. Nhưng mà để mà 4 năm mà ra đạt được cái chức vụ là cao của công ty các bạn, ví dụ là cao cao gần đỉnh đó của công ty đó, thì phải trả một cái giá là chị hoàn thiện bản thân của chị tốt hơn, hoạt bát hơn, phải nói như thế nào, tuyệt vời hơn chị ha, rất là tuyệt vời. Có phải nói là tự tin nhiều hơn hồi xưa. Và em thấy được ở chị đó là bây giờ là hầu như là chị đứng trên sân khấu, chị làm cái này làm cái kia một cách rất là nhẹ nhàng. Còn trước đây á, mà mỗi lần mà sắp xếp cho chị lên chương trình, lên sân khấu là bắt đầu chị run mà chị kêu là Vân ơi cứu 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 bộ. Giờ phải làm sao? Đại khái là rất là run, nhưng mà run vẫn phải làm, vẫn làm, và từ cái run đó, từ cái sợ chỗ nào làm chỗ đó rồi mới đạt được giỏi như ngày hôm nay. Thì chị La Nà ngày hôm nay là hoàn toàn thay đổi các bạn, thay đổi một cách rất rất phải nói là rất là tốt hơn trước đây rất là nhiều. Và chị cho em hỏi trước khi mà em hỏi câu hỏi tiếp á, là cho em hỏi trong Facebook Live của mình ngày hôm nay có bao nhiêu bạn muốn có cuộc sống chất lượng, có bao nhiêu bạn muốn có cuộc sống tự do, các bạn có thể bấm cho Vân số 1 để Vân coi coi có bao nhiêu bạn muốn có cuộc sống chất lượng và tự do, không có bị ràng buộc bởi bất cứ ai hết các bạn. Đó. Các bạn nếu mà các bạn muốn, các bạn bấm như Vân số 1 nha, để coi bao nhiêu bạn muốn. Ok, Vân thấy bắt đầu có rất là nhiều người bấm số 1. Thì ok. Có nghĩa là cũng có rất là nhiều người muốn giống mình chị La Nà ha. Chính xác. Và cho em hỏi câu hỏi tiếp theo. Các bạn bấm số 1 giùm Vân nha, nếu các bạn thật sự muốn cuộc sống tự do và chất lượng ha. Để Vân coi bao nhiêu người nhé. Và câu hỏi tiếp tục cho chị La Nà nè. Là cho em hỏi phải nói như thế nào. Có phải là những người giỏi có bằng cấp dược sĩ, bác sĩ, khoa học gia hay là kỹ sư, những người có bằng cấp mới có thể làm nu skin được hay không chị? Trời, câu hỏi này em phải nói là hoàn toàn không phải nhé. Để mà làm công việc này, một người dược sĩ hay bác sĩ hay kỹ sư gì đó không cần biết mình bằng cấp cao cỡ mấy, mình cũng không biết gì về cái network hết, đúng không? Đã, tại vì nếu mình là biết là mình đã chọn cái ngành đó rồi, mình đâu có trở thành một người dược sĩ hay bác sĩ hay kỹ sư gì đâu. Cho nên những cái này là hoàn toàn không không nằm ở trong cái ngành chuyên gia của mình. Cho nên Lana bắt đầu cái công việc này là từ con số zero, cũng giống như mấy anh chị đi trước mình, ai cũng sẽ bắt đầu từ con số zero mà bắt đầu học hỏi từ ngay ban đầu. Có nghĩa là Không. những cái kiến thức của chị trước đây là Dạ. chị xóa hết hả? Chị bỏ hết, chị bắt Chính đầu chị xác. học lại từ đầu. Tại vì nó Đúng đâu không? có liên can đâu chị. Nó đâu có liên can À. đâu, cho nên nó không có cái gì mà mình có thể mình áp dụng. Cái ngành dược của Ok. em, yes, những cái kiến thức, nhưng mà kiến thức của em là về bên bên ngành y, mà bên Bên tay thuốc y. tây, tây y, Bên thuốc tay y. tây. Cho nên Yes. nó không, và bên tây y đặc biệt cái là tụi em không tin về dược thảo nhé. Cho nên yes, I em bắt đầu là từ con số zero là đi học nè. Mỗi tháng em tham dự sự kiện, tháng nào em cũng có mặt ở sự kiện để mà em học. know. Em thấy chị đi học rất là giỏi luôn, là một học sinh rất là giỏi trong hệ thống luôn. Tháng nào cũng có mặt hết các bạn. Và không những mà đi một mình,
Không những đi một mình mà đi cùng cộng với rất là nhiều người cùng đi học với mình nữa. Cho nên có phải đó là một trong những lý do mà chị có kết quả như ngày hôm nay không? Dạ, cảm ơn chị. Thật sự cái sự kiện phải nói là rất là quan trọng. Đối với em thì em hoàn toàn tin tưởng về sự kiện. Tại vì những người mà em chia sẻ cơ hội hay là những người đồng hành với em là tụi em lúc nào cũng mời người ta về công ty để mà cho người ta thấy được. Tại vì cái cách mình về công ty mình có cái niềm tin đó chị. À, công việc này mình đã nói là nếu mà để mà có muốn thành công với công việc này là mình phải có niềm tin với công ty. Cho nên cái điều kiện số 1 là mình phải về công ty. Cái thứ nhất mình phải cho mình bản thân một cơ hội để mà mình về công ty để mà mình tìm hiểu cái này mình có muốn làm hay sao hay không. Cái này nó có thích hợp với mình hay không. Tại vì cũng có lúc mình có thể mình về công ty nếu mình không thích thì mình không cần để tham gia hay là mình không cần tìm hiểu nữa chị. Nhưng mà ít nhất mình phải cho mình một cơ hội duy nhất để mình đi tới đó để mà tìm hiểu. Ok, very good. Và những anh chị mà bấm số 1 nè, Vân thấy rất là nhiều các bạn bấm số 1. Thì bây giờ cái câu hỏi kế tiếp cho anh chị ở trong Facebook nè. Nếu các bạn bấm số 1 rồi đó, mà chị Lana nói là cái cơ hội này dành cho tất cả mọi người, có nghĩa là bà mẹ bỉm sữa ở nhà, sanh con có thể làm việc ở nhà cũng được đúng không? Và những người bình thường cũng có thể làm được và không cần bằng cấp, chỉ cần mình nỗ lực học hỏi, nỗ lực làm việc thì mình sẽ có ngày thành công đúng không chị? Và dành cho tất cả mọi người thì câu hỏi của Vân cho anh chị em trong Facebook á là nếu như mà có một cái cơ hội mà mình có thể làm việc ở nhà, làm việc bất cứ nơi nào mình muốn, tự do, hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc bất cứ ai, thì các bạn có cho phép mình có cơ hội để làm những cái mà đạt được những ước mơ của mình hay không? Hay là các bạn vẫn tiếp tục ngồi mơ đó rồi lại không dám, để rồi người khác mướn mình xây dựng ước mơ cho người ta? Các bạn có bao giờ các bạn tự hỏi mình không? Mình thật sự muốn nhưng mà mình có dám hay không? Ai cũng muốn hết đúng không? Ai cũng muốn mình có một cái cuộc sống sung túc, có một cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi ai hết. Muốn đi đâu thì đi, muốn đi du lịch nước này nước kia, muốn làm cái gì thì làm. Nhưng các bạn có dám đánh đổi giống như chị Lana không? Vâng, không phải nói là chị Lana là quá là táo bạo rồi. Đi về thấy một cái là về, chị Lana bỏ công việc liền. Trong khi 14 năm các bạn, 14 năm mà bao nhiêu năm trong trường nữa, 14 năm làm việc dược dược sĩ rồi, có nghĩa là cái mức lương của chị rất là chuẩn rồi, nhưng mà chị dám đánh đổi như vậy. Thì đã thử hỏi ai trong chúng ta mình cứ muốn và mình không dám, thứ nhất, thứ nhì nữa mình muốn mà mình cái giá phải trả cho cái sự muốn là chị La nào phải cấp sách đến trường học mỗi tháng đúng không, và chị La nào phải nỗ lực và buông bỏ hết tất cả những cái mà mình đã có kiến thức để rồi mình trở lại một trang giấy trắng và học lại những cái ngành nghề mới. Vậy thì các bạn có dám không? Có dám đánh đổi, có dám thử thách không? Có dám hay không? Để mà đạt được những cái gì mình muốn, mình có dám hay không? Mình có dám, mình là kiến trúc sư để vẽ cuộc đời của mình rồi đó. Các bạn vẽ rồi thì sao? Thì các bạn vẽ một ngôi nhà thật đẹp rồi thì các bạn cứ xây đi. Chứ không thôi là cái ước mơ của mình nó sẽ vẫn là mơ ước đúng không? Đúng không cả nhà? Ok. Công việc của tụi Vân á, nó không phải là to đùng cái gì đâu mấy anh chị. Giống như chị La nè nãy giờ nhấn mạnh là dược thảo nó nằm trong cuốn kỹ năng, phải nói cuốn Y khoa. cẩm nang y khoa, được làm bởi 150 nhà PhD, tiến sĩ học các bạn, tiến sĩ học và bác sĩ, 150 vị. Vân có cuốn sách ở ngoài ngoài kìa mà Vân không có thời gian để chạy ra. Cuốn sách nó to đùng và những sản phẩm mình được nằm trong đó các bạn, thì nó chất lượng cỡ nào, những cái sản phẩm nào mà nổi tiếng chất lượng thì mới được nằm trong đó. Thì những người đi trước giống như chị La nà, những người khoa học gia, bác sĩ, những người mà sĩ thì đại khái là người ta học rất là cao, người ta đã khám phá hết trơn trọi rồi, thì không có lý nào người bình thường giống như mình lại không dám dấn thân đúng không? Nếu mà người cái này nó không có tốt, không có hay và nó không có lợi lạc cho ai hết thì Vân tin chắc luôn là chị La nào sẽ không dấn thân đúng không? Đâu có ai mà muốn mình làm cái gì mà không lợi lạc cho mình và không lợi lạc cho người khác đâu đúng không chị?
Và khi mà những cái này mà không tốt, làm sao mình dám uống vô cái người của mình, đúng không? Thì những cái này họ đã khám phá hết rồi các bạn. Và mình phải có niềm tin tuyệt đối với những người đi trước. Họ không có ngu mà họ uống mỗi ngày những cái gì đó mà họ không biết đâu các bạn ha. Cho nên là trong công ty có gần 600 sản phẩm từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Những sản phẩm nó gồm có dốc dáng nè, về bên thon gọn eo dốc dáng ha. Một biết là chị Lan nè rất là xuất sắc về cái bộ này luôn. Nhưng mà bữa nào sẽ mời chị Lan nè lên và nói về cái bộ mà dốc dáng. Mấy anh chị ơi, chị Lan nè bây giờ có cái tướng rất là tuyệt vời. Phải nói là Vân đang rất là hâm mộ luôn. Vân đang chạy theo chị Lan nè trong cái đó đó. Và thứ nhất, thứ nhì nữa là da mặt của mình. Cái mặt của mình là mặt tiền đúng không? Và nếu như mình càng ngày càng trẻ, sản phẩm mà nó giúp mình càng ngày càng trẻ thì các bạn có thích không? Thứ ba là sức khỏe, nó giúp cho mình càng ngày càng khỏe, càng ngày càng năng lượng, càng ngày càng trẻ hơn từ ở trong cho tới ở ngoài. Chị Lan nè, nếu không ngại chị Lan nè có thể bật mí cái tuổi của chị Lan nè cho mọi người hết hồn Thiệt á hả chị luôn. Vân, nói It's up to thực sự mình cũng rất là tự hào, mình rất là tự hào. Hồi xưa đó Lan là nhớ là sau khoảng chừng 30 tuổi là mình không có dám khoe cái tuổi của mình rồi, mà bây giờ là mình phải nói là mình đi đến đâu mình rất là tự hào, mình nói là mình gần 50 tuổi rồi chị ơi. À ha, các bạn thấy không? Gần U50 đó. Hết Mà hồn rất là chưa? tự tin, rất là tự tin và tự hào, mình dám, giống như là dám khoe, phải dùng cái chữ khoe. À, vỗ ngực xưng tên tôi là U50 nè, nhìn tôi đi, thấy chưa, chất lượng ghê chưa, thấy không đó. Cho nên là bây giờ các bạn không dùng dược thảo, không dùng sản phẩm, các bạn có dám vỗ ngực xưng tên tự hào là tôi là U mấy không, U30 còn hết hồn nữa. Cho nên là những sản phẩm nó mang lại cái sự trẻ trung cho mình các bạn. Bản thân Vân cũng là sắp xỉ rồi á chị, em cũng không có thua chị bao nhiêu đâu á đó. Cho nên là nếu như mà mình không có làm gì khác thì chắc chắn là cái lão hóa nó đến với mình rất là nhanh chị ha. 30 Chính tuổi là xác. không dám khoe rồi, đúng không? Và ở Mỹ, đặc biệt ở Mỹ rất là kỵ 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 hỏi tuổi luôn. Tại Nhưng kệ mà luôn, dạ. Vân biết là chị Lan là rất là tự hào về cái tuổi của mình, và khi mà Vân nghe Vân còn hết hồn nữa các bạn. Vân á, là cũng là gặp chị thường xuyên lắm luôn, mà nghe cái tuổi của chị là Vân nói no no no. Chị có coi lộn không vậy? Coi như là hết hồn luôn các bạn. Đó thì sản phẩm rất là chất lượng, có thể giúp mình vừa trẻ vừa khỏe vừa đẹp, đúng không chị? Chính xác. Và công ty đã có mặt nhiêu rồi, công ty đã có 35 mặt bao nhiêu năm? 35 năm, và 55 trên nước trên thế 55 quốc giới. gia. Yes các bạn, nếu mà những cái sản phẩm này không chất lượng thì nó sẽ không bung ra được cả thế giới 55 nước đâu, và nó không đứng vững cho tới ngày hôm nay đâu các bạn, đồng ý không? Và không có công ty nào mà có đội ngũ nhà khoa học da nhiều như công ty này. Đồng ý không chị Lan nè? Chính Trên xác. 75 nhà khoa học da làm việc toàn thời gian để đáp ứng được nhu cầu thị trường đang cần các bạn. Hơn nữa em cũng thấy là tại vì công ty của mình là trên sàn chứng khoán chị, cho nên nó sổ sách của nó rất là minh bạch, nó cho mình một cái sự mà phải nói là mình có niềm tin với công ty. Tại vì ở trên Hoa Kỳ, mà ở trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ, công ty nào mà vô được sàn chứng khoán là không dễ nhé. Không có bao nhiêu công ty, đặc biệt là công việc của mình nữa, không có bao nhiêu công ty mà vô được sàn chứng khoán. Cho nên đó là một cái là mình phải tự hào, mà mình phải có cái niềm tin. Nó chứng tỏ là công ty mình rất là bền vững. Rất là tuyệt vời đúng không? Và nói tới kinh doanh, mấy anh chị đừng có nghĩ kinh doanh là nó to đùng gì đâu các bạn ơi. Đừng có nghĩ là kinh doanh là phải như này, phải như kia, phải bỏ thiệt là nhiều vốn, phải mua hàng, phải gửi hàng, phải bán hàng. Thật sự là mình không nhất thiết phải như vậy các bạn. Vì mình có trên thế giới này là 55 nước rồi, và ở đâu có chi nhánh của công ty, ở đó mình có thể kinh doanh. Và mình kinh doanh từ một cái chiếc điện thoại nhỏ của mình các bạn. Và các bạn biết là trên Facebook có bao nhiêu người chơi Facebook mỗi ngày không? Trên 2 tỷ người chơi Facebook mỗi ngày. Thì chỉ trong vòng cái điện thoại nhỏ thôi, mình có thể kết nối toàn cầu
vào trong cái điện thoại nhỏ của mình. Và mình có thể kinh doanh tại nhà, kinh doanh bất cứ nơi nào bạn muốn trên cái điện thoại của mình. Và mình, bổn phận của mình chỉ có trải nghiệm sản phẩm, giống như chị Lana nè. Bây giờ ai mà tin chỉ là gần U50 không? Còn chút xíu nữa là 50 rồi. Các bạn có tin không? Thì nếu không thì các bạn thử nhìn cái hình before and after chị đi. Các bạn có thấy chị cái sự khác biệt khủng khiếp luôn giữa trước và sau. Và tại sao như vậy? Là tại vì chỉ dùng sản phẩm. Cho nên là cái công việc của mình nó đơn giản lắm. Các anh chị cứ trải nghiệm sản phẩm, rồi sau đó bán câu chuyện sản phẩm của mình cho người khác. Ồ, tôi dùng cái này tôi thấy khỏe, thấy trẻ như thế nào đó. Trước đây cái bụng tôi nó rất là nhiều mỡ, bây giờ tôi nhờ dùng sản phẩm này cái bụng tôi không còn mỡ nữa. Hoặc là tướng tôi thon gọn từ size mặc size quần size 6 bây giờ còn xuống size số 1, size số 2, size 0. Đại khái là các bạn chia sẻ bằng những cái gì mà mình đã trải nghiệm và bằng cái tâm của mình, chứ không phải là cái gì đó mà nó to đùng cái phải dữ 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 dội lắm các bạn. Và bên cạnh đó, nếu như mà các bạn làm việc trên mạng xã hội mà các bạn có người khách ở đâu thì các bạn cứ kết nối với công ty ở đó, để công ty ở chỗ nước đó, chi nhánh ở đó, họ sẽ gửi hàng cho khách hàng của mình và mình hoàn toàn không đụng gì tới hàng hết mà mình sẽ có quê hồng. Cho nên là nó rất là đơn giản và các bạn sẽ được cầm tay chỉ việc. Và tụi Vân đang cần rất là nhiều nhà phân phối khắp mọi nơi trên thế giới, 55 nước. Vì sao? Vì sản phẩm đang đáp ứng được nhu cầu khỏe trẻ đẹp của con người hiện bây giờ các bạn. Có phải ai trong chúng ta cũng muốn mình sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp hết? Đâu có ai muốn sống bệnh, sống xấu đâu, đúng không chị? Chính xác Cho chị. nên là người người nhà nhà ai cũng có nhu cầu xài sản phẩm của mình hết. Và tụi Vân không đủ sức các bạn. Tụi Vân không có đủ sức để mà phân phối. Phải nói là tụi Vân rất là bận cả ngày để làm việc phân phối sản phẩm, nhưng không có đủ sức, cho nên tụi Vân đang cần rất là nhiều những anh chị khắp mọi nơi. Ai đó mà muốn làm việc ở nhà kiếm thêm thu nhập, hoặc là ai đó mà muốn làm việc toàn thời gian ở nhà để có thời gian với con mình. Các bạn nhớ là các con mình nó không có đợi mình đâu các bạn nhé. Nó lớn nhanh như thổi luôn. Nếu các bạn bỏ nó đi làm việc, nó sẽ tới tuổi nó đi học đại học bây giờ, và khi đến đến tuổi học đại học thì sao? Chuyện gì xảy ra? Mami, bye bye, con sẽ đi học xa. Khi mà đi học xa, con có vợ ở đó, có con ở đó, gia đình ở đó, thì bye bye mami luôn. Năm không biết là về thăm mình bao nhiêu lần. Cho nên là thời gian của con mình, gia đình mình rất là quý các bạn. Thì đây là cơ hội kinh doanh mà mình có thể có thời gian ở nhà với các con của mình, vừa thấy nó lớn, vừa dạy nó học, vừa có cái relationship, mối quan hệ giữa mình với nó. Và cái đó là cái quý và cái con mình nó cần, các anh chị ơi, rất là cần hiện bây giờ. Và cơ hội kinh doanh này nó cho phép mình làm được việc đó, ngồi ở nhà mà phát triển toàn cầu, toàn thế giới, và các anh chị sẽ được cầm tay chỉ việc. Mình sẽ có lớp học cho mấy anh chị học ở nhà, tại nhà, mà mình có thể biết cái cách làm sao để kiếm tiền toàn cầu. Ok, thì chị Lana có thể cho một cái lời khuyên cho những ai mà muốn mà vẫn còn sợ, thì cái lời khuyên của chị như thế nào? Thì trước hết thì em thấy là công việc này thật sự nó có thật, và những ai mà muốn tìm kiếm cơ hội mà để mà vươn lên, hay là ai đang không hài lòng với những cái gì mình đang có, tức là công việc của mình mà mình không có vui vẻ, hay là mình muốn tìm kiếm một cái cơ hội để mà thay đổi, thì mình nên hãy nắm bắt cái cơ hội này. Và cơ hội này thật sự mình chỉ cần kiên trì. Mình chỉ cần kiên trì và mình chỉ cần bỏ thời gian, mình cam kết mình làm việc, mình học hỏi, là ở trong công việc này thật sự là không có ai thất bại, chỉ có người bỏ cuộc thôi. Nếu mình không bỏ cuộc, mình từ từ mình bò, mình lết, mình cũng lết tới. Thì cái đó là cái lời Quá khuyên tuyệt của vời, em. quá tuyệt vời chị. Và hôm nay thì cũng cảm ơn chị Lana rất là nhiều đã nhận lời lời mời của em để chia sẻ cái lý do tại sao mà chị cùng cộng tác với Nu Skin. Và một lần nữa, cơ hội Nu Skin này là cho tất cả mọi người, không phải do riêng một bất cứ ai hết các bạn. Vân là người làm nail thôi, trước đây là làm nail thôi. Chị Lana là dược sĩ và vẫn có rất là nhiều bà mẹ bỉm sữa ở nhà có thể làm được cơ hội kinh doanh này. Và những anh chị background khác nhau, ngành nghề khác nhau cũng có thể thành công được, giống như chị Lana nói là
chị có cần kiên trì, nhẫn nại, không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ có ngày thành công. Và nếu anh chị em nào mà thật sự nghiêm túc về cơ hội kinh doanh này, anh chị cũng có thể liên lạc với Vân hoặc chị Lana để cho mình sẽ đi sâu vào chi tiết để hướng dẫn cho mấy anh chị làm sao để bắt đầu. Và nếu có bất cứ câu hỏi gì cũng có thể nhắn cho tụi Vân nhé. Và một lần nữa cảm ơn chị Lana và cảm ơn tất cả các anh chị em trong Facebook Live ngày hôm nay đã cùng đồng hành theo dõi cái Facebook Live của Vân ngày hôm nay. Và nếu anh chị thấy cái video này có lợi lạc cho tất cả mọi người thì anh chị cũng có thể chia sẻ share ra để cho mọi người đều lợi lạc anh chị nhé. Và chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you chị Thank Lana. Bye bye you. mọi Thank người. you. Bye bye. Dạ.